sương sóng gió vươn cao những công trình, vượt qua bao gánh hăng khắc trong tim niềm tin, dù rằng có gian khó vẫn vững tin rằng ngày mai xây nhà cao năm châu. Rồi bàn chân ta đi sẽ nên những con đường, rồi bàn tay ta xây nên những công trình cao, từ sầm sơn quy nhơn sẽ đến một ngày cùng nhau hát khúc ca khai hoa. Sao non nương anh em ta dừng xây, dù rằng có sương gió vẫn nhung phong chân FLC nơi tim ta tìm về. Thương kéo về làm tôi.
nhau, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mấy nhiều suối chiều, phải đâu trong đông vùng ngày. Phải không em, phải không anh. Trong tiếng trẻ
đã mang lại một không khí rất là vui tươi trong một buổi chiều, tôi nghĩ là rất là đầy nắng và đầy gió tuyệt vời như ngày hôm nay để chúng ta bắt đầu một chương trình Go Green. Ngay sau đây thì xin kính mời quý vị, các khách quý, các ông bà trong ban lãnh đạo tập đoàn, ban lãnh đạo công ty thành viên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên FLC đang có mặt tại đây, chúng ta cùng đứng nghiêm trang để làm lễ chào cờ. Chào cờ, chào. Xin kính mời tất cả các anh chị ban lãnh đạo cùng toàn thể FLC hòa vang giai điệu kết nối FLC nơi tim ta tìm về để thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ cao nhất. Tôi tin chắc FLCK ngày hôm nay khi được cất lên bởi hơn 1.000 nhân sự của tập đoàn sẽ thật sự rất tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khí rất tuyệt vời vì lần đầu tiên tôi được nghe khoảng hơn 1.000 người hát bài FLC này và rất là hào hùng. Kính thưa quý vị, thì thay mặt cho ban tổ chức sự kiện, Tất Thắng và Hải Huyền xin được gửi lời chào, kính chúc sức khỏe cho toàn thể quý vị quan khách, ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên có mặt trong sự kiện Go Green trồng 10.000 cây xanh trên toàn hệ thống FLC ngày hôm nay. Là một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam, tập đoàn FLC luôn hướng tới những giải pháp xanh thân thiện vì sự phát triển vững bền cho các dự án của mình. Với mục tiêu phát triển xanh đón chặng đường dài, có hai nguyên tắc chính được FLC đặt ra cho các dự án của mình là tôn trọng tối đa cảnh quan nguyên sơ và sử dụng tối ưu hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trong từng dự án. Nhiều giải pháp thiết kế, xây dựng và vận hành đã được áp dụng đồng bộ trên hệ thống quần thể nghỉ dưỡng dự án của FLC, bao gồm công nghệ tưới tiêu tuần hoàn nhằm tiết kiệm nguồn nước, hệ thống xử lý chất thải khép kín không gây ô nhiễm môi trường hay hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải trong suốt quá trình xây dựng. Theo đuổi phương châm phát triển xanh đón chặng đường dài, cũng như dựa trên nguồn nhân lực sẵn có với gần 10.000 thành viên, Go Green là một chiến dịch quy mô lớn và mang ý nghĩa xã hội vô cùng nhân văn, được tập đoàn FLC xây dựng rất nhiều tâm huyết, hy vọng sẽ phủ lên xanh tới 10.000 cây xanh không chỉ trong khuôn khổ tập đoàn mà tại nhiều địa phương từ thành thị đến nông thôn trên khắp trái đất Việt Nam. Thưa tất cả các bạn, không chỉ dừng lại ở sự kiện lần này tại FLC Hạ Long mà toàn thể ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên tại nhiều quần thể khác nhau như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Vĩnh Phúc cũng đã đồng loạt bắt tay triển khai sự kiện Go Green và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa một chuỗi các hoạt động nhằm tái tạo lá phổi xanh cho đất nước. Do đó, tập đoàn FLC rất hân hạnh cùng được đồng triển khai chương trình và dự án xanh đầy tươi đẹp này với Đài Truyền hình Việt Nam VTV24. Và có mặt trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp và gửi lời cảm ơn tới đại diện từ VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam, bà Lê Hương. Vâng, xin một tràng pháo tay cho chị Lê Hương đứng đằng sau kia. Cùng đoàn phóng viên số ghi trực tiếp tại sự kiện. Về phía tập đoàn FLC, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị tập đoàn FLC. Cũng xin được giới thiệu bà Đàm Ngọc Bích, Phó Tổng Giám đốc Thường trực tập đoàn FLC. Xin được trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn FLC. Xin trân trọng giới thiệu ông Lã Quý Hiển, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn FLC. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu người dẫn của tôi ngày cạnh đây, cạnh tôi ngày hôm nay, đó chính là chị Bùi Hải Huyền, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn FLC. Và xin một tràng vỗ tay cho MC đồng hành cùng tôi ngày hôm nay, anh Đặng Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn FLC. Cùng sự có mặt của lãnh đạo công ty thành viên, phụ trách các phòng ban, hơn 1.000 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại tập đoàn FLC và các công ty thành viên đến từ khu vực Hà Nội được chia làm 19 đội dưới sự quản lý bởi các thành viên trong ban lãnh đạo tập đoàn. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị tập đoàn FLC lên sân khấu phát biểu khai mạc sự kiện. Xin trân trọng kính mời. Wow, đông quá, vui quá. Xin chào mọi người nhá. Xin chào mọi người, Go Green. Lần đầu tiên thay mặt cho ban lãnh đạo tập đoàn, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể cán bộ, anh chị em FLC và công ty thành viên, các đối tác đã đến tham dự sự kiện đặc biệt quan trọng ngày hôm nay. Thưa toàn thể các anh chị em, trong hơn 2 thập kỷ trở lại đây, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, với thiệt hại mỗi năm ước tính khoảng 1,5% GDP. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường cũng đang là những vấn đề bức xúc cấp bách trong toàn bộ xã hội của thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam được xuất hiện nhiều lần là cái quốc gia top đầu của thế giới về cái nơi có cái mức độ ô nhiễm không khí lớn nhất thế giới, cao nhất thế giới. FLC là một doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là bất động sản, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Thì vấn đề nói trên ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới hoạt động của tập đoàn. Chúng ta đều biết vòng đời của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng có thể kéo dài hàng chục năm,
Và nếu chủ đầu tư chúng ta không có chú trọng bảo vệ môi trường và nếu cảnh quan xung quanh của dự án bị phá vỡ thì số phận của dự án chúng ta đầu tư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và đây chính là lý do trong nhiều năm trở lại đây FLC luôn đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu song hành với việc phát triển các giá trị cộng đồng, xã hội và trong đó có bảo vệ môi trường. Và đây cũng là lý do mà nguyên tắc tôn trọng tối đa cảnh quan nguyên sơ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên luôn được nhấn mạnh tại các dự án của FLC. Với mục tiêu phát triển xanh đón chặn đường dài, FLC đã tổ chức nhiều chương trình hành động vì cộng đồng, vì môi trường, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, nhân viên cũng như các đối tác. Bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, chương trình đã tác động tích cực đến ý thức của người tham gia, của toàn bộ cán bộ công nhân viên, giúp lan tỏa thông điệp rất là nhân văn đến cộng đồng nói chung và địa phương có các dự án chúng ta đầu tư nói riêng. Chiến dịch Go Green ngày hôm nay cũng nằm trong cái chuỗi sự kiện như vậy, là một chương trình để thực hiện cái nhiệm vụ của chúng ta trong việc bảo vệ môi trường. Và thông qua chương trình này, chúng tôi hy vọng các cán bộ nhân viên của FLC có thể chung tay phủ xanh nhiều địa điểm, nhiều khu vực tỉnh thành trên khắp cả nước. Với 10.000 cây xanh đã được các bạn gieo trồng ngày hôm nay sẽ góp phần gia tăng thảm cỏ xanh đô thị, cải thiện môi trường sống, giảm thiểu thiệt hại cho biến đổi khí hậu gây ra trong tương lai. Tôi rất mong sự tham gia nhiệt tình hết sức mình của toàn bộ cán bộ anh chị em trong chiến dịch này để gần 10.000 nhân viên của chúng ta có thực sự kết nối vì một FLC phát triển bền vững không ngừng. Và thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn FLC, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sự hiện diện của toàn thể các anh chị em, cảm ơn sự nhiệt thành và rất là nhiệt tình của các anh chị em tại buổi lễ ngày hôm nay. Và xin chúc toàn thể các anh chị em cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc chiến dịch Go Green của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau LA thì xin được mời Phó Chủ tịch tiến lại về phía chống hội và có nghi lễ đánh thức lên âm thanh vang vọng nhất cho phần nghi thức phát động sự kiện Go Green của ngày hôm nay. Cảm ơn ông Lê Đình Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC. Và để nhiệt huyết được đẩy lên cao nhất, ngay sau đây xin mời 1.000 FLC hãy bắt đầu cùng thể hiện quyết tâm của mình dưới tiếng chống hội rền vang và bùng nổ của khẩu hiệu chiến dịch Go Green theo hiệu lệnh của chúng tôi. Và trước khi đến khẩu hiệu này thì tôi xin được công bố 19 đội trưởng ngày hôm nay, thì xin mời 19 đội trưởng đứng về phía đầu của từng đội một để đội trưởng có thể chỉ đạo các đội của mình. Và đây chính là chúng tôi hy vọng là sẽ có sức cạnh tranh trong 19 đội trong tất cả cái phong trào của trường hôm nay. Và sau đây tôi xin nghe đọc tên của 19 đội trưởng và chúng tôi xin mời là 19 đội trưởng của chúng ta sẽ đứng ngay ở trên hàng đầu sau các bạn hướng dẫn của Bitcoin. Và tôi xin được đọc trưởng nhóm 1 là anh Bùi Phạm Minh Điệp, trưởng ban thanh tra. Vâng, mời anh Điệp ạ. Một người rất đẹp trai, cao to, thì cố lên, mời anh đi về phía vị trí trưởng của nhóm 1, hay là chị Bích. Vâng. Vị trí trưởng nhóm 2, xin mời anh Đinh Công Tuấn, là phó ban vật tư đấu thầu của tập đoàn. Mời anh Tuấn ạ. Trưởng nhóm thứ 3 là anh Lã Quý Hiển, phó tổng giám đốc tập đoàn FLC. Xin hỏi anh Hiển đang ở đâu ạ? Vâng, xin mời anh Hiển. Người đàn ông lần đầu tiên ra sân ngày hôm nay. Vâng, xin mời anh là đội thứ 3. Trưởng nhóm thứ 4 là chị Võ Thùy Dương, phó tổng giám đốc tập đoàn. Xin mời chị Dương, nhóm thứ 4 ạ. Vâng, chị Dương đứng đúng nhóm thứ 4 rồi. Nhóm thứ 5, xin mời anh Lê Thịnh Vinh, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC. Xin mời anh phụ trách ngay nhóm thứ 5 ạ. Xin mời trưởng nhóm thứ 6 là anh Trịnh Văn Thành, tổng giám đốc của công ty Trịnh Gia. Vâng, à, mời anh Thành ạ. À. Anh Thành ở đâu nhỉ? Xin hỏi của anh Thành ở giám đốc của ngày hôm nay nhỉ? Xin mời trưởng nhóm thứ 7 là anh Nguyễn Thiện Phú, phó tổng giám đốc công ty Con
Nhóm số 8. Cảm ơn số 8 chia tôi. Vâng, vâng. Tôi sẽ xong công việc, tôi sẽ xuống. Trưởng nhóm thứ 9 là chị Lê Thị Ngọc Kim, tránh văn phòng tập đoàn. Vâng, cảm ơn chị Kim. Trưởng nhóm thứ 10 là chị Nguyễn Quỳnh Mai, trưởng ban kinh doanh. Mai đến chơi hả? Chị Mai chưa đến thì xin mời chị Phạm Thị Hải Ninh là phó ban phụ trách ban đầu tư pháp kế sẽ tạm thời thay thế vào vị trí của nhóm 10. Chị Ninh rồi, xin mời chị Ninh. Chị Ninh ơi ạ? Vâng, anh mời chị thần trương. Xin mời trưởng nhóm 11, anh Lê Anh Tuấn, tổng giám đốc Xe Mô Tô. Trưởng nhóm thứ 12 là chị Nguyễn Bình Phương, phó tổng giám đốc công ty cổ phần FLC Mô Tô. Đúng thế nào? Chúng ta cũng có một người thay thế. Chúng ta đã có anh Tùng rồi. Xin mời anh Tùng, tổng giám đốc của FLC Marot, hay chị Bình Phương. Xin hỏi có anh Đỗ Phương Lâm ở đây không ạ? Xin mời chị Đàm Ngọc Bích, phó tổng giám đốc tiền trình, lên làm trưởng nhóm số 13. Trưởng nhóm số 14, xin mời anh Lê Tuấn Hùng. Anh Lê Tuấn Hùng của em và anh Lê Tuấn Hùng của tổng Paros. Không có. Trưởng nhóm 14, xin mời chị Bùi Hải Huyền, phó tổng giám đốc tập đoàn FLC là trưởng nhóm số 14. Xin mời trưởng nhóm. Mời trưởng nhóm số 15 anh Nguyễn Đức Công, phó tổng giám đốc KLF ạ. Anh Công hôm nay có đến ngày hôm nay ạ. Vâng, mời anh Công lên trưởng nhóm số 15. Trưởng nhóm số 16 là anh Lê Quang Hiển, giám đốc FLC lên. Ông mời anh Lê Quang Hiển về nhóm 16 ạ. Nhóm 17, trưởng nhóm anh Nguyễn Tiến Đức. Xin lỗi tôi chơi, anh Nguyễn Tiến Dũng ạ. Tổng đốc công ty FLC AMD. Và chúng ta sẽ cần hai người xung phong làm trưởng nhóm 18 và trưởng nhóm 19 ạ. Xin mời các chị lãnh đạo nào ở đây người chị. Anh chị Văn Thành, anh chị Văn Thành đến phối đây ạ. Vâng. Tôi xin mời chủ tịch công đoàn của tập đoàn FLC, chị Trúc Quỳnh đang đứng ở đâu ạ? À? Chị Trúc Quỳnh để về làm trưởng nhóm số 18, số rất đẹp, mời chị. Chúng ta còn một vị trí nữa, tôi số 19 tôi xem vào luôn, mà anh chị đánh đạo đâu nhỉ? Để, vâng. Vâng, à, tôi không biết đây, xin lỗi tôi đâu. Và anh Ngô Công Chính, phó tổng giám đốc của LCA về ạ. Cảm ơn anh Ngô Công Chính. Anh Ngô Công Chính, tôi nhớ đây có một bài viết rất hay. Cảm ơn anh Ngô Công Chính ạ. Vâng. Anh chị kiểm tra lại xem nhóm mình còn ai chưa có trưởng nhóm không ạ? Trưởng nhóm 19 là chị Trúc Quỳnh ạ. Vâng, và mời các trưởng nhóm hãy cùng kết nối đội hình của chúng ta để chúng ta có thể chuẩn bị cái nghi thức hô khẩu hiệu. Vâng, xin mời tôi cũng về với cả nhóm số 8 của tôi đây. Vâng. Đây rồi, vâng, nhóm số 8 của tôi đúng không ạ? À, toàn trai chị gái đẹp. Vâng. Mời mọi người chúng ta cùng sóng hàng để cho thẳng hàng, chúng ta có thể các người ngồi sóng hàng nhá. Đây. Vâng, xin mời các chị trưởng nhóm chúng ta cùng sóng hàng để chúng ta chuyển chuẩn bị. Huyền đây, đây là ngay nhóm số bao nhiêu này? Ai là nhóm chị Huyền cho tay lên nhở? Đây, nhóm số 14, mời chị Huyền ạ. Vâng. À, các bạn, hôm nay chúng ta sẽ có 4 khẩu hiệu ạ. Khẩu hiệu thứ nhất là FLC. Khẩu hiệu thứ hai là Go Green. Khẩu hiệu thứ ba là Phát triển xanh. Và khẩu hiệu cuối cùng là khẩu hiệu Đón chặng đường dài. Thử nhá. Mời anh chị ạ. Mời đội phó lịch không đến hôm nay. 1, 2, 3. FLC. FLC.
ngày tháng khắc trong tim niềm tin, dù rằng có gian khó vẫn vững tin rằng ngày mai xây nhà cao năm châu. Rồi bàn chân ta đi sẽ nên những con đường, rồi bàn tay ta xây nên những công trình cao, từ sầm sơn quy nhơn sẽ đến một ngày cùng nhau hát khúc ca khai hoang. Nhìn thủ đô xinh tươi vươn lên trên trời bay, tự hào sao non nước anh em ta dựng xây, dù rằng có sương gió vẫn nhuộm phong trần FLC nơi tim ta tìm về. Rồi đầm chuông ao sâu sẽ nên những căn nhà, đàn trẻ em thao ngay ấm no cho ngày sau. Người ta xây công nhân chân lấm tay buồn, ngày đêm biết buồn đẹp thành vàng. Đừng dù xa gian nan có giá trị đời trai, đạp vòng bao chuông gai tay trắng xây ngày mai, dù rằng có gian khó hay đắng cay.